Jenny và Tuyết Nhi xin mến chào tất cả quý vị của đài truyền hình Việt Mỹ. Và sau đây là phần tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các tin chính sau đây. Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc hợp tác thông qua trừng phạt Bắc Hàn. Pháp và Hà Lan hối thúc Anh đẩy nhanh tiến trình đàm phán Brexit. Tổng thống Tayyip Erdogan phản đối Hoa Kỳ truy tố các nghệ sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ông James Mattis phủ nhận bất đồng với Tổng thống về vấn đề Bắc Hàn. Thêm 5 cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Cộng sản bị bắt. Và sau đây là phần mở đầu tin thế giới do Sứ Ngô Viên Jenny thực hiện. Quan đến bán đảo Triều Tiên, theo AFP đưa tin, Tổng thống Nga Putin vào ngày 1 tháng 9 cảnh báo về một cuộc xung đột lớn có khả năng xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi đàm phán để xoa dịu khủng hoảng sau sự kiện Bình Nhưỡng bắn tên lửa qua Nhật Bản hồi đầu tuần này. Ông Putin cho biết vấn đề trong khu vực sẽ chỉ được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp giữa tất cả các bên có liên quan, không có điều kiện tiên quyết. Theo tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Nga, những lời đe dọa, sức ép, giọng điệu lăng mạ và hiếu chiến sẽ không đi đến đâu, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Bắc Hàn trong nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là vô ích. Ông Putin bày tỏ lo ngại bán đảo Triều Tiên đang trên bờ vực của một cuộc xung đột lớn, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tham gia chương trình hòa giải do Nga và Trung Quốc đề nghị. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án vụ thử tên lửa mới đây của Bắc Hàn và yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng chương trình này. Máy bay ném bom hạng nặng và máy bay tiêm kích tàng hình của Hoa Kỳ ngày 31 tháng 8 đã tham gia một cuộc tập trận chung bắn đạn thật tại Nam Hàn nhằm răn đe Bắc Hàn, thưa quý vị. Thưa quý vị, Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc hợp tác thông qua trừng phạt Bắc Hàn. Theo Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo, Ngoại trưởng Taro Kono vào ngày 1 tháng 9 đã kêu gọi người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hợp tác trong việc thông qua nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với Bắc Hàn. Trong cuộc điện đàm kéo dài 40 phút, cả hai ngoại trưởng tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì trao đổi liên lạc chặt chẽ, kể cả tại Liên Hợp Quốc. Trong diễn tiến liên quan, vào ngày 1 tháng 9, hãng thông tấn Bắc Hàn, viết tắt là KCNA, dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn. Bắc Hàn phải phản đối tuyên bố chủ tịch của Hội đồng Bảo an vì vi phạm quyền tự vệ và quyền của một nhà nước có chủ quyền. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Hàn còn khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo hướng ra Thái Bình Dương với mục đích phát triển thêm công nghệ tên lửa và nâng cao khả năng tác chiến thực tế cho quân đội nước này. Điểm tin sau đây cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Nhật Bản và Nga đồng thuận thực hiện nghị quyết trừng phạt Bắc Hàn. Theo hãng tin Kyodo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tuyên bố, ông và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 1 tháng 9 đã đồng thuận cùng nhau thực hiện đầy đủ nghị quyết trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Phát biểu với phóng viên, Ngoại trưởng Kono cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 25 phút, ông đã nói với người đồng cấp Nga rằng Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ với Moscow trong vấn đề Bắc Hàn, kể cả tại Liên Hiệp Quốc. Trước đó, chính phủ Nhật Bản cho rằng Nga cùng với Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và phóng tên lửa. Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev dự kiến sẽ thăm Nhật Bản vào đầu tuần tới để tham gia hội đàm với trưởng ban Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản là Shotaro Yachi. Nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc thông qua hồi đầu tháng 8 đã cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản nhằm mục đích làm sụt giảm 1/3 kim ngạch xuất khẩu của Bắc Hàn, vốn đang ở mức 3 tỷ đô la hàng năm, thưa quý vị. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Bắc Hàn đang tiến gần tới năng lực tên lửa tầm xa. Theo hãng Reuters đưa tin, vào ngày 1 tháng 9, Ngoại trưởng Pháp là Jean-Yves Le Drian cho rằng Bắc Hàn sẽ đạt năng lực triển khai các tên lửa đạn đạo tầm xa trong một vài tháng tới.
đồng thời hối thúc Trung Quốc cần tích cực hơn về mặt ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Phát biểu trong buổi phỏng vấn với đài RTL, ông Lee Jae-yong nhấn mạnh tình hình đang vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhận thấy Bắc Hàn đang gặt mục tiêu chế tạo các tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân trong tương lai gần. Trong một vài tháng tới, điều này sẽ thành hiện thực. Người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cho rằng, ngoài thời điểm hiện tại khi Bắc Hàn có phương tiện thực hiện các cuộc tấn công Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, thậm chí châu Âu thì căng thẳng trong khu vực sẽ dễ bùng nổ. Ông Lee Jae-yong, người đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc hôm ngày 1 tháng 9 nói rằng mọi thứ cần sẵn sàng để bảo đảm các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc được thực thi và hối thúc Trung Quốc, đối tác thương mại lớn của Bình Nhưỡng, nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc thực thi các lệnh trừng phạt. Quan chức này nói thêm, Bắc Hàn cần tìm ra bộ trình đàm phán, nước này cần tích cực về mặt ngoại giao. Tin liên quan đến châu Âu, Hungary và châu Âu tranh cãi về vấn đề người di cư. Khi yêu cầu tinh thần đoàn kết từ các nước thành viên Liên minh châu Âu EU, Hungary cũng cần phải thừa nhận những quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với Liên minh, đặc biệt trong vấn đề người di cư. Phát ngôn viên của chính phủ Đức Stefan Seibert vào ngày 1 tháng 9 đã đưa ra tuyên bố trên sau khi Hungary đề nghị EU hoàn trả 400 triệu euro, là một nửa số tiền mà nước này đã tiêu tốn để bảo vệ biên giới của mình, cũng đồng thời là đường biên giới của EU trước làn sóng di cư trái phép. Ông Seibert hoan nghênh động thái của Hungary, coi đây là sự thừa nhận của Budapest rằng đoàn kết là một nguyên tắc của châu Âu. Tuy nhiên, quan chức Đức nhấn mạnh đây là nguyên tắc mang tính hai chiều và quốc gia Trung Âu này cũng cần thể hiện tinh thần đoàn kết qua trách nhiệm chia sẻ hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn giữa các nước châu Âu. Cùng ngày, Ủy ban châu Âu EC cho biết cơ quan này sẵn sàng xem xét đề nghị của Hungary và cam kết có sự hỗ trợ với nước này tùy tình hình cụ thể. Tuy nhiên, EC chỉ trích Hungary về việc nước này từ chối tiếp nhận người xin tị nạn theo một thỏa thuận đã được thống nhất giữa các nước EU hồi năm 2015 trong vấn đề người di cư. Trước đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đề nghị EU trả cho nước này một nửa trong tổng số tiền chi bảo vệ biên giới, ước tính khoảng 800 triệu euro, tương đương 952 triệu đô la, thưa quý vị. Thưa quý vị, sang một bản tin kế tiếp là Brexit sẽ gây phương hại cho cả Anh và châu Âu. Theo Reuters đưa tin vào ngày 1 tháng 9, kết quả khảo sát do cơ quan nghiên cứu Fortune Brupi Wallen thực hiện do kênh truyền hình ZDF cho thấy có 2/3 người Đức được hỏi tin rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, viết tắt là EU hay còn gọi là Brexit, sẽ gây tác động tiêu cực tới khối này, trong khi chỉ có 20% thấy được tiềm năng trong các lợi ích lâu dài hậu Brexit. Cũng theo kết quả khảo sát, khoảng 82% số người được hỏi cho rằng Brexit sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nước Anh, trong khi chỉ có 9% cho rằng nước này sẽ được lợi trong dài hạn. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, Anh và châu Âu đã kết thúc vòng đàm phán thứ 3 về Brexit. Trưởng đoàn đàm phán của cả Anh và châu Âu đều cho rằng vòng đàm phán lần này đạt được ít tiến triển trong các vấn đề quan trọng đang gây chia rẽ hai bên. Tin Na Uy, đất nước Bắc Âu này đang lo bị can thiệp trước thềm bầu cử. Chính phủ Na Uy vào ngày 1 tháng 9 thông báo nước này đang siết chặt an ninh mạng trước thềm bầu cử quốc hội vào ngày 11 tháng 9 tới nhằm ngăn chặn nguy cơ can thiệp từ bên ngoài. Theo đó, an ninh của các hệ thống công nghệ thông tin sẽ được nâng cấp. Ngoài việc hệ thống máy tính sẽ tiến hành kiểm phiếu như bình thường, thì tất cả các lá phiếu còn phải được đếm bằng tay ít nhất một lần. Chính phủ Na Uy cho biết không có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ thế lực nào tìm cách tác động tới kết quả cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn đang theo dõi, chú ý tới một số vấn đề liên quan đến hệ thống kỹ thuật có thể bị tác động từ nước ngoài. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó truyền thông Na Uy đưa tin các chuyên gia công nghệ, thông tin từng bày tỏ hoài nghi về tính an toàn của các hệ thống được sử dụng trong công tác kiểm phiếu tự động. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy cuộc chạy đua gay cấn, xích sao giữa đảng bảo thủ theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Anna Sundberg và các đảng trung tả dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh đảng lao động là Jonas Gahr Støre. Cụ thể thì kết quả của 2 trên 4 cuộc thăm dò dư luận công bố vào ngày 31 tháng 8 cho thấy đa số ý kiến ủng hộ đảng của Thủ tướng Sundberg, trong khi 2 cuộc thăm dò
còn lại thì lợi thế đang nghiêng về đảng của ông Gar Stewart, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, Pháp và Hà Lan hối thúc Anh đẩy nhanh tiến trình đàm phán Brexit. Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron và Thủ tướng Hà Lan là Mark Rutte đã hối thúc Anh nhanh chóng đạt được những tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, về việc Anh rời khỏi khối này, hay còn gọi là Brexit, đặc biệt trong vấn đề hóa đơn yêu cầu Anh bồi thường. Trong tuyên bố chung sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo Pháp và Hà Lan cho biết mối quan ngại về tiến độ có cuộc đàm phán trong khi sự chia tay chính thức giữa Anh và châu Âu đã được ấn định vào nửa đêm ngày 29 tháng 3 năm 2019. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng các tiến trình tiếp theo về quan hệ giữa châu Âu và Anh chỉ có thể bắt đầu khi trưởng đoàn đàm phán của châu Âu là Michael Barnier tuyên bố các cuộc đàm phán về Brexit đạt được tiến triển. Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan là Mark Rutte cũng cho rằng không thể đề cập đến tương lai của quan hệ song phương khi hai bên còn chưa đạt được những bước tiến cần thiết. Trước đó, vào ngày 31 tháng 8, vòng đàm phán thứ 3 về Brexit giữa châu Âu và Anh đã kết thúc sau 4 ngày thảo luận tại Brussels. Ngoài vấn đề hóa đơn Brexit, hai bên cũng đã không đạt được tiến triển quyết định về một số nội dung chính như quyền công dân và đường biên giới giữa Anh với Ireland. Theo kế hoạch, tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào tháng 10 tới, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ xem xét và đánh giá tiến trình các cuộc đàm phán về Brexit cũng như các thỏa thuận đã đạt được. Tin liên quan đến Syria. Theo nhận định của Ngoại trưởng Pháp, Syria không thể hòa bình khi có mặt Tổng thống Bashar al-Assad. Theo AP đưa tin vào ngày 1 tháng 9, phát biểu trên đài phát thanh Pháp RTL, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố: "Chúng tôi không thể tạo dựng hòa bình khi có sự hiện diện của ông Assad. Ông ấy không thể là một giải pháp. Giải pháp là vạch ra một trình tự thời gian cho quá trình chuyển giao chính trị mà có thể dẫn đến một hiến pháp và cuộc bầu cử mới. Và quá trình chuyển giao này không thể xảy ra khi có mặt ông Bashar al-Assad." Ngoài ra, ông Le Drian nhận định IS sẽ bị đánh bại tại Syria và nước này sẽ chỉ còn một cuộc xung đột duy nhất là nội chiến. Hồi tháng 7, Tổng thống Macron cho biết việc loại bỏ Tổng thống Syria không phải là một điều kiện tiên quyết cho hòa bình tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, và ông không thấy ai có thể là một người kế nhiệm chính đáng. Ông Assad, người nắm quyền tại Syria từ năm 2000, Tổng thống Macron cũng đã chỉ thị Ngoại trưởng Le Drian thành lập một nhóm liên lạc mới về Syria để tái khởi động tiến trình chính trị đã bị ngưng trệ. Trong một diễn biến khác cùng ngày, quân đội Syria thông báo đã tiến vào khu vực biên giới hành chính của tỉnh Deir ez-Zor, rộng lớn của IS kiểm soát tại miền đông nước này với sự yểm trợ của các máy bay trực thăng, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề Syria diễn ra vào giữa tháng 9 năm 2017. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Kazakhstan vào ngày 1 tháng 9 thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và Iran về việc giải quyết cuộc nội chiến ở Syria sẽ diễn ra vào ngày 14 và ngày 15 tháng 9 tại quốc gia Trung Á này và sẽ tập trung vào những lực lượng mà ba nước nói trên dự định triển khai tại Syria. Thông báo của Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết, theo thông tin từ các quốc gia bảo trợ trong cuộc họp sắp tới, các nước này dự kiến xem xét một số văn kiện về hoạt động của các lực lượng kiểm soát, giảm leo thang và tiếp tục làm việc để đạt đồng thuận về thành phần lực lượng kiểm soát tại Idlib. Theo thông báo này, Moscow, Ankara và Tehran đã lên kế hoạch xác định những khu vực giảm leo thang tại Idlib, Homs và Đông Ghouta, cũng như thảo luận của vấn đề khác như trao đổi tù nhân. Trong cuộc họp gần đây tại Astana vào hồi tháng 7, cả ba nước đã không thể thông qua một thỏa thuận thành lập 4 vùng giảm leo thang tại Syria sau khi Ankara lên tiếng phản đối. Liên quan đến Afghanistan và Pakistan, Afghanistan gửi thông điệp hòa bình tới Pakistan. Theo AP đưa tin, nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha, Tổng thống Afghanistan là Ashraf Ghani đã gửi một thông điệp đến quốc gia láng giềng Pakistan, trong đó đề nghị đàm phán toàn diện để mang lại hòa bình giữa hai nước. Ông Ghani cho hay, hòa bình với Pakistan nằm trong chương trình hành động của chúng tôi và kêu gọi lực lượng phiến quân buông súng. Afghanistan thường xuyên cáo buộc Pakistan chứa chấp phiến quân Taliban, trong khi Islamabad nói rằng kẻ thù của họ có được những nơi ẩn náu an toàn tại Afghanistan. Hai nước cũng liên tục đấu khẩu về đường biên giới.
Durand Line dài 2.430 km giữa hai nước đã bị Afghanistan từ chối chấp nhận là biên giới quốc tế. Giao tranh giữa quân đội hai nước đã nổ ra khi Pakistan tìm cách xây rào phân cách ở đây, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo với tin Hoa Kỳ.